nhiếp thọ tất cả trơn như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nhiếp thọ tất cả năm loại mắt sáu phép thuần thông mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nhiếp thọ tất cả mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nhiếp thọ tất cả đại từ đại bi đại hỷ đại xả mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh do nhân duyên ấy mà không có hai tường này thiện hiện đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì muốn viên mãn chơn như nên ngay trong chơn như nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà an trụ chơn như nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc mà an trụ chơn như nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám thi thánh đạo mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả thành đế khổ tập diệt đạo mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn Pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà an trụ chân như